Để ai gọi đêm hôm như này? Số lạ. Số lạ. Số lạ hả? Alo. Alo. Anh là ai? Cái gì? Nghĩ sao mà kêu là anh trai? Không thấy nói giọng phụ nữ hả? Hả? Tôi là người yêu của anh Tú nè. Cô hãy đi ra khỏi nhà đi, hãy buông tha cho anh Tú đi. Sao trên đời này lại có người mà cả cái cơ thể, cái thân hình và đến cả cái giọng nói cũng là đàn ông thế nhỉ? Tôi chính là cái người mà cái người phụ nữ mà có thân hình đàn ông ở trong cái hình đó. Ai vậy chị? Cái con quỷ đấy đấy, nó gọi đến đấy. Con quỷ cái đó hả? Con quỷ đàn ông đấy. Gàn quá. Mày mở ra lửa đi. Alo, vẫn đang tiếp tục nghe đây. Hãy buông tha cho ảnh đi, hãy buông tha đi. Ủa, anh Hải? Anh hả? Anh giỡn gì kỳ vậy? Hải nào, tôi không phải là chồng của cô. Cô hãy đi ra khỏi nhà đi, hãy buông tha cho ảnh đi. Cái giọng rõ ràng mà. Kỳ vậy? Này, thế đàn ấy ơi, thế ngoài cái thân hình và cái giọng nói của đàn ấy giống đàn ông, thế đàn ấy còn cái quái gì khác giống đàn ông nữa không? Ngoài cái giọng như cái mặt ra thì tất cả tôi đều là phụ nữ. Hãy buông tha ảnh đi, bực bội quá hà. Con quỷ cái này bây giờ mình mà không xử nó không coi chị ra cái gì hết. Đúng rồi, bây giờ phải xử nó. Bây giờ chị phải làm một cái hành động gì đó đi. Thôi bây giờ chị đi về nhà mẹ chị. Về nhà mẹ hả? Chị đi về nhà mẹ chị, chị lấy hành lý, chị đi về nhà mẹ chị. Ra biểu. Cô là ai? Hả? Cô là ai mà rình mò hồi nãy giờ tôi để ý cô ha, theo dõi cô ha. Cô là ai? Hả? Cô là ai? Hả? Cô là ai? Khai báo liền. Tính ăn trộm hay gì? Hả? Nhìn vô quán người ta, hả? Tại sao? Hả? Cháu cái gì? Cháu cái gì? Hả? Ăn trộm phải không? Hả? Đi lên phường với tôi. Lên vườn với tôi. Con ăn. Con cái gì mà con đi lên vườn. Con không ăn trộm. Con là đang tìm kiếm người quen. Đang tìm gì? Sao kỳ ta? Đang tìm kiếm người quen. Tại sao đeo khẩu trang? Tại vì con thích đeo khẩu trang. Chả lẽ đeo khẩu trang là có tội? Đúng, đeo khẩu trang là không có tội. Tại vì ô nhiễm môi trường quá cho nên có quyền đeo khẩu trang. Đúng. Nhưng mà trong cái tình hình này, đeo khẩu trang mà nhìn lấp ló nhìn vô nhà người ta là mờ ám. Bây giờ khai không? Không khai hả? Không khai, lâu lên vườn. Con trời ơi, khổ quá cơ. Bây giờ làm sao? Khổ cái gì mà khổ? Hay quá, trận đầu bên kia. Không. Bình tĩnh. Chú bình tĩnh, người quen. Ai mà quen? Hả? Ai mà quen? Chị Nhã. Nhã nào? Hả? Ngậm đi chứ đừng. Con đây. Mũi con đây, chính là con. Chị Nhã đó chú. Đây, con đây. Ây da. Đau quá. Con Nhã. Dạ đúng rồi. Về rồi hả con? Về rồi xong đi vô đi. Tự nhiên mày đứng lấp ló ngoài này làm cho tao hiểu lầm. Con đã về thì con phải đợi anh ấy ra, anh ấy cầu xin anh ấy rước con về chứ. Trời ơi. Tự nhiên mình đi về nó mất giá không? Trời đất ơi. Đáng lẽ bà quay về bà năn nỉ người ta thì có. Sao con lại phải năn nỉ người ta? Anh ấy có lỗi. Con đi thì anh ấy phải sang rước con về chứ. Con đi hoài à. Hãy con giận cái con về nhà mẹ con. Con giận về nhà mẹ con. Rồi con kêu người ta qua năn nỉ hoài nó cũng đâm nhàm chứ đúng không? Thôi nghe lời chú đi, vô trọng mình năn nỉ chồng đi. Đúng rồi đó chị ơi, bây giờ chị dẹp cái tự ái qua một bên đi. Trời ơi tội nghiệp anh Tú lắm. Chứ bữa giờ là cái con mắt của anh hả, y như mắt của vợ luôn á. Vì sao? Anh nhớ chị, anh không ngủ được, anh thức thâu đêm suốt sáng. Thế á? Tội nghiệp lắm luôn á. Thương thế á? Anh suốt hồi đầu 8kg rồi đó. Ôi vì thương nhớ con đấy. Anh ấy rút ký. Anh ấy bị đen mắt đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Thế, thương thế. Vậy chị vô đi, chị vô với ảnh đi. Mày đi thiệt á. Mày nói cái gì mày phải nói đúng sự thật. Tao ngứa miệng ghê nơi vậy đó. Nó làm gì mà nó nhớ con này mà thức thâu đêm suốt sáng. Thức thâu đêm suốt sáng là để coi đá banh. Cái gì? Cá độ, đá banh, hiểu không? Nhiều khi nó không coi ở nhà, đi ra ngoài quán cà phê thì nó coi. Hoặc tới nhà bạn nó coi 2-3 ngày nó mới về. Mắt nó như là hai cái giếng rồi đó, thụt ra phía sau rồi nè. Có nghĩa là không phải là vì anh ấy mệt mỏi và đau đớn vì con, mà đơn giản là vì thức đêm coi đá banh. Nó thức đêm nó coi đá banh, còn đau đớn là tại vì nó thua cá độ. Cái hai chú. Đó,
cái gì? Mày nói gì mày, tao ghét mà nói mà không đúng sự thật lắm. Phải nói đúng sự thật để cho nó biết. Nói chung là theo ý của chú là anh ấy đưa con đi về nhà mẹ để anh ấy tự do xem hết cái mùa bóng đá này đúng không? Đúng. Mùa bóng đá này kéo dài trong bao nhiêu ngày? 30 ngày. 30 ngày là anh ấy muốn là con về nhà mẹ con ở 30 ngày để anh ấy tự do 30 ngày. Em chịu khó quay mặt qua chụp mới được em. Trời ơi. Thì tưởng quỷ trong điện thoại á. Liệm gì anh bắt tôi dễ con gái rồi chi cho nó khó khăn vậy ta. Thôi mày làm ơn mày ngồi xuống đi. Mày ngồi xuống mày nói chuyện đi. Chứ mày đứng hồi chắc tao ói á. Tự nhiên bắt tôi dễ gái gì? Đỡ làm cái gì? Phải bất khả kháng thôi. Chứ thiệt ra giờ vợ tao mới gọi điện nói là hả, ráng ở nhà đi, bà đang trên đường về. Mà còn mấy trận nữa. Ráng giờ chụp làm sao á cho bà thấy được cái hình. Thấy tao tưởng tượng là tao đi với gái không? Bà ghen bà bỏ đi tiếp mới coi được đá banh hiểu không? Ừ. Ráng giúp nha. Miễn sao là nó không quay về là được. Không quay về là được, nhớ không? Miễn chiêu mà không quay về là được chứ gì? Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Cấp cứu ơi, trời đất ơi, chết rồi. Tú ơi, Tú ơi, Tú ơi. Tú ơi, coi vợ mày nè. Vợ mày nó bị gì nó xỉu. Trời ơi, tôi ghê quá. Vợ này đó. Nó trời ơi, nó xỉu ở ngoài trước á. Trời đất ơi, là trời không coi vợ mày. Đó, bây giờ nó lật lìa lật lại nè. Đó, thấy chưa? Đó, bây giờ ai lật gật qua là nó gật qua, mà gật lại là nó gật lại nè. Đó, bung lên là nó bung lên nè. Đó, thấy chưa? Sao mày đứng đó vậy? Ở đây đứng đấy được rồi. Đứng đấy gì? Mày che gì vậy? Hả? Ồ, oh, trời đất ơi, trời đất ơi. Tú ơi, mày quá đáng lắm rồi nghe Tú ơi. Trời ơi, vợ mày không có ở nhà, cái là mày dẫn gái vô nhà phải không? Trời ơi, đội màng hả cô? Cô đội màng hả cô? Hả, trời ơi, tóc dài hơn vợ nó. Hả, cô xây cái mặt cô qua đây coi. Trời ơi, cánh thần thiên địa ơi. Tao chưa từng thấy một cái cô gái nào mà nó xấu banh nhà như vậy. Mày hốt vô đây mày làm gì vậy? Hả? Có, tốt lắm, cô tốt lắm. Cô tốt. Hả? Con gái con đứa vậy mà. Bà vô phòng riêng của người ta là sao? Hả? Chú! Dạ. Hả? Tự nhiên phòng của con chú nhào vô làm kệ người ta đi, người ta dễ thương mà. Trời, mày đổi gu hả? Giờ sao mà mày lựa người vậy mà. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Con quỷ đấy, chú ơi, giờ đừng nói nhiều, giết nó chết đi chú. Không, chú này đẻ trứng. Đúng rồi. Giết nó chết. Nè anh Tú, em không ngờ nha, anh bị nó tẩy não á. Cho nó chết được. Quên. Để anh bảo vệ cho em, chết rồi. Rồi anh bảo vệ cho em nữa kìa. Anh bảo vệ cho em. Cái con, tôi hết chịu nổi rồi nhá. Bây giờ mười rõ cái bản mặt và cái bản chất mà lăng loạn của anh nhá. Cái con kia, ra đây cho tao nhìn mặt. Đi ra đây, đi ra. Thẩm, rồi. Qua lôi nó ra coi con. Giết nó chết. Mày vô nhà. Xử lý nó đi. Mày giật chồng người ta hay sao? Mày xấu mày dám đi giật chồng. Trời ơi. Con ơi nó rụng đầu. Trời ơi nó ung thư quá trời. Trời ơi trời. Mày trời ơi lông mày giả. Lông mày giả. Lông mày. Nó giật. Vô. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào có, nào thì cha xét như hoãng thư. Yên mà. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chung qua bao chặng đường dài. Và rồi mai sau, mãi mãi là của nhau. Nguyện cùng bên nhau. Bây giờ mày làm ơn mày trả lời tao biết là